và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Người từng tố Phạm Hưng vô ơn tiết lộ cô chỉ là vợ thứ tư của đại gia Hải Phòng hơn 20 tuổi. Những thông tin về đời tư chồng đại gia Hoa hậu Phạm Hưng đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau thời gian dài đồn đoán cách đây ít hôm, một bức ảnh của Phạm Hưng và con trai chụp cùng chồng tin đồn. Một đại gia bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Dù những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng thừa nhận, song tấm hình này khiến cho không ít người tin rằng đại gia này là chồng của Phạm Hưng là sự thật. Đôn Anh Nguyễn tiết lộ Phạm Hưng là người vợ thứ tư của đại gia này. Trước đó có nhiều thông tin cho hay đại gia đã từng có một đời vợ và hai cậu con trai riêng. Thế nhưng mới đây Đôn Anh Nguyễn, một chuyên gia huấn luyện người đẹp, đã bất ngờ tiết lộ Phạm Hưng thực chất là người vợ thứ tư của đại gia. Đôn Anh Nguyễn cũng tiết lộ thêm chồng đại gia của Phạm Hưng hơn cô 20 tuổi. Anh sinh năm 1971 âm lịch và dương lịch là 1972. Nếu những ai quan tâm đến đời tư của Phạm Hưng, chắc hẳn sẽ không cảm thấy xa lạ với cái tên Đôn Anh Nguyễn, bởi đây không phải là lần đầu tiên người này lên tiếng tố mỹ nhân Đức Cảng. Trước đó, Đôn Anh Nguyễn cũng từng tố Phạm Hưng vô ơn. Trước đó, Đôn Anh Nguyễn từng bóc phốt Phạm Hưng vô ơn với những người giúp đỡ mình và giật bồ của nhiều mỹ nhân trong làng giải trí như Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Trúc Linh, Giáng Ngọc, Cao Thùy Dương. Những lời lẽ đanh thép khẳng định chắc như đinh đóng cột mà Đôn Anh Nguyễn đưa ra đã khiến không ít người hoang mang, bán tín bán nghi. Có những người tin và có những người cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt vì không bằng chứng cụ thể. Dẫu vậy, đây mới chỉ là những lời nói một phía. Hiện tại, Hoa hậu Phạm Hưng vẫn chưa có phản hồi nào về những lời đồn này. Phạm Hưng từ giấu chuyện sang Mỹ sinh con dù có nhiều thông tin khẳng định chuyện này. Đến khi con trai tròn 1 tuổi, người đẹp sinh năm 1991 mới công khai hình ảnh của bé. Từng được mệnh danh Hoa hậu Quốc dân, nhưng ở thời điểm hiện tại hình ảnh của Phạm Hưng đã xấu đi nhiều trong mắt người hâm mộ.